Hello là ok, thì xin chào cả nhà đã quay lại với cái buổi sinh nhật lần thứ tư của em Su nha cả nhà. Thì hôm nay là fan Quỳnh, những khách mời đã được tới hết luôn rồi, đã ngồi vô vị trí rồi. Bây giờ chỉ còn Su thôi, Su là nhân vật chính đó, bây giờ sẽ bắt đầu tới nha cả nhà. Thì hôm nay là Su sẽ diện một cái váy đó, cái váy để dự cái sinh nhật của Su là hơi bị lộng lẫy luôn đó cả nhà. Đó, đi với Su là có Mỹ Thảo đó. Thì bây giờ sẽ bắt đầu tới cái nơi tổ chức cái sinh nhật lần thứ tư dành cho Su nha. Rồi. Su đi Su. Giỏi. Ây da. Rồi, đó cả nhà, chuẩn bị là tới cái nơi tổ chức sinh nhật nha. Sinh nhật đâu? Trong đây Thảo ơi. Rồi, đi vô. Mau đi vô. Đây, nhân vật chính tới. Hello là ok, xin chào mừng tất cả mọi người đã quay lại với cái sinh nhật lần thứ tư của em Su. Thì Su có hẹn khách mời mà bây giờ khách mời của Su chưa tới cả nha. Hẹn 6 giờ mà bây giờ 6 giờ kém 10 rồi, chỉ còn 10 phút nữa đó là sẽ vô cái bữa tiệc tổ chức sinh nhật của Su đó. Thì cả nhà thấy không, hôm nay là Su làm sinh nhật là Su diện một cái váy công chúa này cả nhà, màu xanh rất là đẹp luôn này. Đó cả nhà thấy xinh chưa, trên đầu là có một cái chiếc vương miện cả nhà. Rồi Su ngồi xuống đây. Bông là em, thì hôm nay không phải là sinh nhật của Bông, nhưng mà Bông cũng gọi là ngồi đây để chung vui cùng với chị Su. Thì Bông cũng diện một cái vương miện rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Ôi, bạn Su tới. Mọi người đến rồi. À đây, em Thảo. Rồi, em Thảo vừa vô. Em xin lỗi luôn nha, do là chị lúc mà chị vừa chị quên mất là thời gian để làm quà để chuẩn bị cho Su á. Cho nên á, chị dạy là lúc đó là 6:30 rồi. Cho nên chị cố gắng chị làm cái phần quà là giờ là mất 20 phút mà vẫn chưa xong cái phần quà luôn. Cho nên là giờ chị cũng vội vàng chị đi đến dự sinh nhật của Su á Su. Đâu, đang coi thử coi. Đây quà mà em tặng cho Su, thì xíu nữa là mình sẽ mở ra nha. Rồi bỏ đây đi cho nó đẹp. Chị sợ không vậy? Chị Hiền tới. Mình nhận được thiệp đây. Đâu Hiền đâu. À. Ôi mang cái gì bự vậy Hiền? Đây là quà tặng cho Su xí sợ đây. Ôi trời ơi. Có một phần của em Bông nữa. Trời ơi quà gì mà bự dữ vậy? Trời ơi Su quà gì mà bự dữ nè. Trời ơi ghê không? Vậy là Su được hai món rồi. Vậy là đông đủ rồi nhờ. Dạ. Chưa. Còn thiếu một khách mời nữa. Ai? Mẹ đây. Su ơi, mẹ lắc lo mẹ nãy với mẹ cột quà mà mẹ chạy đi không kịp để mua sinh nhật của con. Mẹ xin lỗi Su nha. Đâu quà Su đâu? Đây mọi người ơi, quà của Su là mình làm hai món lận nha. Đó, đây nè mọi người đó, sinh nhật của Su là mình có hai món quà. Bí mật tí nữa mình mới mở ra cho mọi người xem nha. Rồi. À, con nhận cho Su cái quà của con đâu mà con không lo. Đây cả nhà, đây là cái món quà của mình dành tặng cho Su nha. Đó, bây giờ mình đặt đây luôn. Đó. Bữa nay Su là nữ hoàng còn Bông là công chúa hả? Đúng rồi, Su lúc nào cũng Bông nào, lúc nào cũng đi kề bên Su hết á. Đây nha mọi người, cái bánh của sinh nhật của Su là mình đã chuẩn bị rồi đó, là bốn cái nến này là Su được năm nay là Su được 4 tuổi nha mọi người. Bánh sinh nhật của Su là sinh nhật 4 tuổi đó. Bây giờ đốt nến để cho Su cầu nguyện đi mẹ. Rồi. Bây giờ là cái chương mục mình sẽ đốt nến đây nha. Đó thì ok cả nha. Thì nhà mình là mới tắt điện đây để bắt đầu cái chương mục đốt nến để cho Su cầu nguyện là một cái điều ước.
Sao Thảo? Thảo thấy sinh nhật này của Xuân hạnh chén không? Một, hai, ba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Xuân. Mẹ mình hát xa, mẹ hát to đi. Hát lại một lần nữa. Để bố mình mẹ hát thử. Mẹ hát đi, rồi hát mình thay nhau. Hai, ba. Happy birthday to you. Happy to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Ai? Mừng sinh nhật Xuân. Bắt đầu lẹ lẹ để chúc cầu nguyện được không? Bắt đầu lẹ sẽ cái màn cầu nguyện của Xuân nha cả nhà, để xem thử là Xuân ước cái điều gì trong sinh nhật của Xuân. Không, không, mình mới thuận nhớ nữa. Đúng rồi. Xuân ước cái gì Xuân? Nói to lên. Ta lên. Xuân nói là chúc cả nhà hạnh phúc. Yeah. Rồi, 1, 2, 3 bắt đầu. Xuân sẽ thổi nén nha mọi người. Thổi luôn nè. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật Xuân. Đó là bây giờ á là Xuân thêm một cái tuổi mới rồi chưa. Đó là phải học hành cho giỏi vô. Đó, nghe lời cha mẹ nha. Đó rồi, rồi phải ngoan, rồi phải dạy cho em Bông giỏi cũng như mình vậy đó. Rồi phải giảm cân đi. Đó rồi 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 chị Thảo hay là chị Hiền hay là mẹ nói là phải biết nghe lời nha. Rồi ăn cơm rồi dọn xuống đi nha. Rồi rửa chén rồi cho mẹ nha. Đó thầy cho anh hai nghe chưa. Đó đây là những cái lời dặn mà anh muốn gửi tới Xu được chưa. Rồi bây giờ đến cái phần khui quà đi con. Ok thì bây giờ là sẽ tới cái tiết mục khui quà nha. Khui quà đúng không? Quà em cuối hả? Quà cuối ha. Rồi, vậy thì bây giờ là khu quà của mẹ trước đi. Quà khu quà của mẹ trước. Mẹ mình có 50 ngàn để mình xem thử là quà của mẹ là gì. Đây quà của mẹ đúng không? Đúng rồi, quà của mẹ con. Rồi, thả thả khui đi. Bây giờ con khu cái quà lớn trước đây, khu quà gì nhỏ sau. Đó, để coi thử quà của mẹ tặng là gì nha. Rồi, xin hết ra luôn. Cái gì vậy? Chưa nhiều lớp chưa? Rồi, bạn lên Thảo. Từ từ Thảo sẽ lấy ra từ từ. Cái gì vậy? Ôi trời sao nhiều kìa quá vậy? Sao các bạn tặng kẹp tóc cho Xu nhiều quá vậy? Ừ tại vì là Xu là thích những cái kẹp này nè nên mẹ nên cô tặng cho Xu đó con. Trời ơi. Ủa cô, cái này là cái gì vậy cô? Đó là chúc của Xu đó, con đặt to lên cho mọi người nghe luôn. To lên nha. Dạ. Bây giờ con sẽ đặt hai câu hỏi luôn. Rồi. Vậy là sinh nhật Xu, mẹ chúc Xu sẽ là ngoan hiền, ăn ngoan trong lớp, ngày càng dễ hơn. Cái tên mẹ. Đó. Ghê. Lời chúc của mẹ lời... đó. Trời ơi cái lời chúc tâm lý dễ sợ cả nha. Mà cả nha biết bao nhiêu kẹp đây á thì mấy xài khi này cho hết được. Con cũng quay nhỏ nữa. Con vẫn con. Cái này là của Bông hả mẹ? Cái này của ai mẹ? Của hai đứa luôn. Nói chung là mẹ tặng quà hai đứa. Trời cái ơi. Này là, cái này mới là cái Xu thích nhất nè mọi người. Xu cái gì này Xu để anh coi cái đây cái gì. Đó. À. Kẹo dưa. Con lột ra một viên thì Xu ăn hay không? Thì để mình xem thử là Xu có thích ăn không nha. Bây giờ mình sẽ lột ra thử một viên nha. Đây ăn thử đây Xu. Là Xu thích ăn cả nha. Đó Xu thích ăn kẹo dưa mà mẹ biết mà. Không. Nhưng mà ăn ít thôi, không được ăn nhiều. Ăn nhiều ngọt quá béo phì. Bây giờ mở phần quà của chị Hiền. Ủa. Bởi vì không. Rồi, bởi vì phần quà chị Hiền nó bự cả nha. Đây là phần quà của chị Hiền cả nha. Đây rất là đẹp nha cả nhà. Chúc cho phần quà chị Hiền cái gì mà bánh chén dữ con. Cái gì đây? Không, cái đó là của xe bị rớt rồi. Anh Trang Trí. Đây trước hết là trong đây là nó có một cái tờ giấy này mình sẽ mở ra mình đây xem là thử lá thư. Là lá thư để mình xem thử là chị Hiền chị biết gì ở trong đây nha cả nhà. Hiền. Chị Hiền chúc sinh nhật em Xu ngày càng đẹp, tuổi mới vui vẻ. Trời ơi ghê không, tình cảm không? Chúc mừng Xu nha. Rồi Xu cảm ơn chị Hiền nhiều ha. Rồi bây giờ sẽ tới cái món quà nha cả nhà. Để mình sẽ mở ra con thử là trong đây chứa cái gì đây. Trời ơi, sao nhiều vậy nha. Trời ơi, cái gì nè. Đây đây, Xu ơi. Trời ơi, vậy là hôm nay là Xu là người sướng nhất rồi cả nha. Để mình xem. Đâu, cái gì mà Xu? Mình xem coi. Đọc thiên, kẹp. Ôi, cả nha, gì nè. Đó là bóng tay hả? Trời ơi, Xu thích quá nè. Trời ơi. Bị ngưng rồi, hay gặp ngưng rồi. Trời ơi, bóng tay này cả nha. Rồi bóng tay một lần mà quá trời vậy luôn.
Coi đi, có bạn thích kia. Xin sợ mẹ. Hai chị cái thứ đó là thích. Cái này cái cho em bông xài chung không? Có, cái này cũng đi bông xài được. Đó, vậy là bây giờ hai chị em mỗi đứa nè, sau này là sẽ có thêm bông tai này chung che. Trong đây nó có rất là nhiều kẹp nè cả nha. Kẹp đây để dính lên trên đầu nè. Chú, cái xí sợ chị Hiền đi mua hoa nào mà quà cho em quét trời xí sợ. Không, cái màu trắng này cứ cho em xấu. Thì ý vậy đó, tượng trưng thôi. Trời ơi, quá trời luôn nè cả nha. Trời ơi, đẻ nha. Xí sợ ghê chứ. Không, công nhận nha. Hai đứa này cả nha, nó tâm lý quá. Tặng quà cái là nhìn vô là biết là xu với bông thích liền à. Đó. Rồi thì đó, tức là cho xu với bông. Rồi cất vô. Hai món này nhìn cái nha. Quá tuyệt vời luôn. Giờ đến quà của anh đi em. Rồi để đây. Ok. Bây giờ sẽ tới quà của Sen. Đó, món quà này cực kỳ ý nghĩa dành cho xu bông luôn. Bây giờ mình sẽ mở nha cả nhà. Quà con quà gì mà sao bí mật dữ với con gối? Ai gói cho con mà đẹp thế? Con với bé Thảo làm á. Đây, bắt đầu mình mở quà của mình nha. Quà của mình là hơi bị ý nghĩa luôn. Cả nhà ai à? Đó. Quần áo hả? Quần áo này là của ai? Tên bộ đồ ba của ai đó con? Bộ đây là bộ đồ của bông thì cầm đây. Sao bông có quà hả? Tao cầm đây. Ủa, cho bông một có quà, bông gì đây? Đó, bộ đó là bộ dành cho bông nha cả nhà. Còn bộ đây là dành cho Su. À, tặng cho Su một cái đầm đấy hả? Đó. Cho đi mua quà tặng cho Su nè, dễ thương quá. Đó, Su là một cái đầm này, còn bông là một cái đầm bà nha cả nhà, cái váy bà. Đó, đây nè Su, cảm ơn anh đi đó, thấy chưa? Đó, nói chung là món quà của mình là bữa sau á là mình sẽ quay lên clip cho cả nhà xem hai bộ đồ đây là Su bông mặc sẽ đẹp như thế nào nha. Còn đây là món quà đặc biệt. Chị tự mở đi. Đúng rồi. Đây là phải lắc thư cái đã anh. Có thư nữa. Sao không có thư vậy chạy? Không, anh chúc rồi. Nè. Rồi. Sẽ đâu tranh nha. Nhớ ngày sinh nhật của Sâu Sĩ Sợ. Chạy chúc Sâu cái thằng một tuổi mới vui vẻ nè, học hành cho tốt, Được tốt nghiệp đại học. Sao chúng ta nó ngắn Sao chúng ta nó ngắn mà thêm một dài dữ vậy? Thêm lên. Được, tốt nghiệp đại học đi chứ. Bây giờ mày cho bà Thảo ơi, hôm nay dịch, bây giờ em đi học đây. Dạ, để hết trên luôn con. Rồi, đúng rồi. Bây giờ tới chương một mở quà. Ủa, cho ai mà trang trí đẹp vậy con? Dạ, dạ con. Cái gì đây, chữ gì đây? Dạ, chúc mừng sinh nhật Sâu Sĩ Sợ. Dạ, thật chưa? Dạ, đây chính là một bé mà em đã để ý là Sâu thích tôi bé lắm nay rồi. Cái này cái gì? Dạ, là cái con này là con một con gấu bông. Nó tên là Bạch Tuộc Cảm Xúc á. Làm sao? Anh ấy đâu cảm xúc gì đâu. Cảm xúc là giờ anh thấy là nó tức giận mà. Sao? Bây giờ nó ai đang tức giận nè. Rồi. Dạ. Đâu, cô xem. Bây giờ anh thấy cái đầu nó không? Qua là mặt cười. Ghê mẹ. Được hai mặt, khi buồn khi vui luôn. Dạ. Vậy là khi nào mà Su buồn là Su làm một mặt, mà Su vui là Su làm mặt khác. Su chúc cảm ơn chị Thảo nha. Đó. Chị Thảo sức khỏe luôn. Ghê nha, hôm nay là sinh nhật của Su là Su sướng nhất rồi đó. Được ai cũng có, ai cũng tặng quà cho Su hết đó. Thôi, thì nói chung là nãy giờ quà thì cũng đã có rồi. Thì bây giờ mình sẽ vô Bạch Ti. Đó. Đúng rồi, ở đây nha, mọi người. Bây giờ cả nhà xem đi, ở đây là mình có bánh tráng nướng nè. Rồi có nước nữa. Đó, thì bây giờ mình sẽ rót ra. Một, hai, ba. Chúc mừng sinh nhật Sâu. Chúc mừng sinh nhật Sâu. Sao mà rót mà không rót cho khách mời hết trơn. Rồi. Rồi bây giờ mỗi người cái này cho thẻ cái bự luôn đó. Rồi để mẹ lấy bánh cho Sâu ăn. Đó thì nói chung là cũng mời mẹ. Mời cả nhà nha. Bông ăn trước đi. Cái bông ăn no rồi. Ngon hảo. Ngon. Ngon vừa rồi nha. Ok, thì nói chung là clip tới đây là hết. Thì hẹn cả nhà ở những clip tiếp theo nha. Yes, go.